Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày. Mr. Đàm, Mỹ Tâm yêu ai thì tôi mãi mãi cũng chỉ yêu thương một mình em thôi. Sau một ngày im lặng, Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng về nghi vấn Mỹ Tâm bí mật hẹn hò trai trẻ đang gây xôn xao. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 17 tháng 6, showbiz Việt bị phủ sóng tin Mỹ Tâm bí mật hẹn hò trai trẻ kém 10 tuổi Mai Tài Phến. Cặp đôi bị theo sát trong 4 chuyến bay đến các thành phố lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh hai nhân vật chính thì Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ là cái tên bị réo nhiều nhất. Sau một ngày im lặng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xin lỗi chuyện không thể trả lời truyền thông về sự việc của Mỹ Tâm vì anh đang ở Mỹ. Anh cũng nêu quan điểm rằng việc Mỹ Tâm hẹn hò ai là hết sức bình thường. Đàm Vĩnh Hưng viết vội suy nghĩ trước giờ bay. Bé ơi, theo anh thì em cứ vui đi, làm những gì em thích, làm những gì em thấy đúng. Em luôn đúng mà, nhớ câu này không? Em và anh hay nhiều đồng nghiệp khác đã không sống cho mình quá lâu rồi em ạ. Dù Mỹ Tâm có chọn ai, yêu ai, lấy ai thì mãi mãi Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ yêu thương một mình em thôi. Yêu một ai đó là cho họ được quyền lựa chọn. Yêu một ai đó là phải vui khi biết người đó hạnh phúc. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng nhắc nhở mọi người nên cẩn thận. Một khi cô út, cách anh gọi Mỹ Tâm đã dấn thân vào điện ảnh, chịu chơi Facebook, chịu xài smartphone thì mọi thứ cô út sẽ làm chủ mọi cuộc chơi. Bẫy chuột thông minh thì không cần mồi, phải không bé? Đàm Vĩnh Hưng cũng thấy buồn khi cuộc sống của người nghệ sĩ bị can thiệp và xâm phạm. Đàm Vĩnh Hưng và Hà Anh Tuấn là hai nam đồng nghiệp hiếm hoi có thể thoải mái, thân thiết với Mỹ Tâm. Tuy vậy, vì Đàm Vĩnh Hưng có thời gian gắn bó với Mỹ Tâm lâu hơn nên hai người thường được người hâm mộ gán ghép thành cặp đôi. Đàm Vĩnh Hưng từng tuyên bố chỉ yêu và cưới Mỹ Tâm. Cách đây không lâu, anh nhấn mạnh tuyên bố ấy vẫn còn nguyên giá trị. Theo nam ca sĩ, hình như Mỹ Tâm cũng thương anh nên không chịu cưới nhau. Bất ngờ vì Mỹ Tâm tiết lộ lý do thích Đàm Vĩnh Hưng. Quý vị thính giả thân mến, chiều ngày 22 tháng 6, buổi họp báo ra mắt chương trình Giọng ca bất bại được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự kiện này có sự góp mặt của giám khảo Mỹ Tâm. Ngoài những câu hỏi xung quanh về chương trình, Mỹ Tâm cũng nhận được một số câu hỏi liên quan đến việc ngồi chung ghế nóng với Đàm Vĩnh Hưng. Mỹ Tâm cho biết cô không thấy áp lực nhiều khi cả hai cùng ngồi chung ghế giám khảo. Mỹ Tâm nói, tôi thấy anh ấy hơi chiều tôi quá. Tôi và anh Hưng rất đồng quan điểm và có những cái anh ấy không đồng quan điểm thì tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ giấu trong lòng không nói ra. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ chuyện Đàm Vĩnh Hưng thích cô là thật. Mỹ Tâm hài hước nói, anh Hưng thích tôi thật đấy, tôi thì cũng thích anh ấy. Cái kiểu thích của tôi khác anh ấy chút, tôi thích anh Hưng vì nhiều khi anh ấy thích tôi quá. Ngoài ra, Mỹ Tâm cũng thẳng thắn nêu quan điểm của mình khi tham gia chương trình. Nữ ca sĩ khẳng định những chương trình cô tham gia sẽ không có gian lận. Nếu tôi thấy có sự gian lận hay bất kỳ người nào trong ekip nghĩ đến chuyện tạo scandal hay cố tình làm chuyện đó thì tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Bởi vì Tâm đang ngồi đó, Tâm phải giữ được sự công bằng cho tất cả mọi người tham gia. Mỹ Tâm nói, đứng trên cương vị của một giám khảo cùng với anh Hưng và các giám khảo khách mời, Tâm xin khẳng định tham gia vào chương trình này, tôi chắc chắn sẽ công tâm nhất và bảo vệ đến cùng những thí sinh nào mà cảm thấy họ xứng đáng nhất và ban tổ chức hay bất cứ ai cũng không có khả năng cản trở điều đó ở Tâm được. Trong thời gian qua, ca sĩ Đức Phúc đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận khi đảm nhận vai trò giám khảo trong chương trình Dự án số 1. Chia sẻ về vấn đề này, Mỹ Tâm cho biết cô cũng khá bất ngờ khi biết tin học trò của mình ngồi ghế giám khảo. Mỹ Tâm cho rằng việc Đức Phúc chấp nhận tham gia chương trình cũng đồng nghĩa với việc nam ca sĩ phải chịu được áp lực từ dư luận. Tuy nhiên, cô không đồng tình với việc thí sinh chơi Đức Phúc, vì thí sinh mà chơi giám khảo thì đừng có đi thi. Bước vào cuộc thi thì phải chấp nhận cuộc chơi. Xấp xỉ 40 tuổi, Mỹ Tâm có trong tay khối tài sản khổng lồ cỡ nào? Vốn sống giản dị không khoe mẽ, nên ít ai biết rằng Mỹ Tâm sở hữu khối gia tài đáng nể. Theo đuổi con đường ca hát từ năm 1999 tới nay, Mỹ Tâm có sự nghiệp thành công với nhiều bản hit đình đám. Tài năng, xinh đẹp, giỏi giang, song nữ ca sĩ thuộc tuýp người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sắp bước sang tuổi 40, song Mỹ Tâm vẫn lẻ bóng đi về. Trên truyền thông, họa mi tóc nâu chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm với bất cứ anh chàng nào. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1981 còn là mẫu người giản dị, cô chưa bao giờ xuất hiện bên hàng hiệu đắt tiền hay là khoe xế khủng như nhiều ngôi sao khác. Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm sở hữu khối gia tài khổng lồ. Tuy nhiên, khi được hỏi về điều này, nữ ca sĩ hài hước cho biết,
Tôi không biết mình có bao nhiêu tiền, khoản này không phải do tôi quản lý. Tôi cũng không thích đi mua sắm mà thường chọn trên mạng rồi có người đặt hàng dùm, không thích la cà và cực kỳ ghét tiếng gõ cửa, tiếng báo thức. Những ngày đầu hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm di chuyển trên chiếc Mitsubishi Lancer Gala 1.6 màu đỏ. Tới năm 2010, cô tậu chiếc Audi Q7 có giá khoảng 3 tỷ đồng để làm phương tiện đi lại và biểu diễn. Trên mạng xã hội, Mỹ Tâm không bao giờ khoe siêu xe đắt tiền. Hiếm hoi lắm, người hâm mộ bắt gặp hình ảnh nữ ca sĩ ăn vận giản dị, lái xe đến nơi làm việc. Năm 2007, Mỹ Tâm thành lập công ty riêng, MT Entertainment, do cô làm giám đốc. Đây là công ty chịu trách nhiệm truyền thông, phát hành các sản phẩm âm nhạc và quản lý hoạt động nghệ thuật của người đẹp. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn lập quỹ từ thiện MT Foundation với sự đóng góp của các thành viên trong FC Mỹ Tâm, các khán giả, người hâm mộ trong và ngoài nước ủng hộ người nghèo. Tài sản khổng lồ lớn nhất của Mỹ Tâm là tòa nhà trị giá 100 tỷ tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, với vị trí đắc địa nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Công trình khánh thành vào năm 2012, được thiết kế xây dựng công phu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Mỹ Tâm. Bên trong biệt thự của Mỹ Tâm khá sang trang rộng rãi, được thiết kế màu vàng nổi bật, không chỉ để ở, ngôi nhà còn được nữ ca sĩ tận dụng làm trụ sở kinh doanh thời trang, quán cà phê. Tầng trệt tầng lửng của tòa nhà được cô sử dụng mục đích kinh doanh thương hiệu thời trang của riêng mình. Tầng 2, tầng 3 kinh doanh dịch vụ đồ uống, còn lại là trụ sở của công ty giải trí do cô sở hữu. Nội thất bên trong quán cà phê của Mỹ Tâm được sử dụng tông màu tối, trầm như nâu, vàng nhạt đỏ đun, đem lại sự ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Không gian lãng mạn bên trong quán cà phê do Mỹ Tâm làm chủ. Ngược lại, chỗ đi về của Mỹ Tâm gần như được giữ bí mật tuyệt đối. Thỉnh thoảng họa mi tóc nâu mới đăng tải một vài bức ảnh cô chụp tại tư gia. Qua những tấm ảnh này có thể thấy không gian sống tiện nghi hiện đại nhưng không phô trương của người đẹp. Mỹ Tâm hào hứng selfie trước tủ đựng trang phục biểu diễn cô mặc hàng ngày và giày dép. Hình ảnh Mỹ Tâm cắt móng chân cho mẹ ruột nhận bão like từ người hâm mộ. Là một trong những nghệ sĩ có lối sống giản dị bình dân, Mỹ Tâm thường chia sẻ khoảnh khắc ấm áp bình dị bên người thân. Cứ đến dịp lễ Tết, Mỹ Tâm từ chối đi diễn, ở nhà gói bánh chưng, bánh tét. Cũng trong dịp này, fan và người hâm mộ kéo đến nhà cô chúc Tết, cùng Mỹ Tâm chia sẻ chuyện nghề và cuộc sống hàng ngày. Vào những dịp lễ quan trọng, nữ ca sĩ dành thời gian trang trí, dọn dẹp nhà cửa. Không gian phòng bếp nhà Mỹ Tâm với rất nhiều những thiết bị tiện nghi. Khi không đi diễn, Mỹ Tâm ở nhà trồng rau và tưới hoa. Tuổi U50, Đàm Vĩnh Hưng trách móc Mỹ Tâm vì không lấy được vợ. Quý vị và các bạn thân mến, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho fan cười ngất khi tung ra đoạn clip ghép khoảnh khắc anh vui vẻ ngân nga giai điệu Người Hãy Quên Anh Đi và Đừng Yêu Anh Nữa, ghép với đoạn trò chuyện giao lưu vui giữa ca sĩ Mỹ Tâm và người hâm mộ đề cập đến người yêu. Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh làm gì phải quên. Chia sẻ kèm theo đoạn clip này, Mr. Đàm viết: "Thôi nhà bà Hâm, cứ như vậy làm sao ông từng lấy được vợ, đợi đi, như tôi đã nhắn tin với bà rồi hén, tôi sẽ nói chuyện. Phải quậy bà bằng âm nhạc thôi, thật là kỳ cục, lúc ngọ theo thì lại bỏ chạy, lúc ngọ đứng lại thì lại bảo tới đi, đừng có đối xử với ngọ như vậy nha." Ngay sau khi đăng tải thì đoạn clip ngắn của giọng ca Biển Tình đã thu hút hơn 13.000 lượt xem, bày tỏ cảm xúc từ cộng đồng mạng. Dễ thương quá, ông Tưng không lấy được vợ thì bà Hâm sẽ lấy ông Tưng. Ông Tưng không lấy được vợ là vì bà Hâm, vậy hai người nắm tay nhau luôn đi. Trước đó, Mỹ Tâm từng vướng nghi vấn hẹn hò với Mr. Đàm khi nam ca sĩ quan tâm chăm sóc cô khá là chu đáo và tỉ mỉ. Mr. Đàm cũng nhiều lần công khai thể hiện tình cảm với Mỹ Tâm thông qua những lần trả lời phỏng vấn hoặc khi biểu diễn chung. Vào năm 2006, nam ca sĩ thậm chí còn khẳng định chỉ kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm. Tuy nhiên, ở độ tuổi U50, Đàm Vĩnh Hưng vẫn phòng không khiến cho fan không khỏi tò mò về chuyện đời tư của anh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.